Hi, xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Thuốc Thú Y của chúng ta. Hôm nay để chia sẻ với anh chị 5 cái mẹo cơ bản để các anh chị có một chỗ nuôi được những chú cún tuyệt vời trong gia đình của mình. Đấy. Cái video hôm trước chia sẻ với anh chị là ba cái phương pháp hay còn gọi là ba cái bí quyết để làm sao có được một chú cún sạch sẽ trong gia đình chúng ta, để chơi với những đứa con của chúng ta, thậm chí chơi với chúng ta mà luôn luôn mang lại cái mùi thơm dễ chịu và sạch sẽ cho chúng ta, đúng không? Thì hôm nay bật mí cho các anh chị biết là những cái bí quyết để chúng ta làm sao mà chúng ta nuôi được những chú cún trong gia đình mà nhà cửa chúng ta luôn luôn sạch sẽ và thơm tho. Đấy. Thì cái bí quyết đầu tiên các anh chị phải biết, muốn thơm tho để cho nhà cửa chúng ta luôn luôn sạch sẽ và thơm tho trong cái tình huống mà chúng ta nuôi những chú cún ấy, thì đầu tiên là các anh chị phải luôn thường xuyên vệ sinh chỗ ở của những chú chó. Mà bởi vì sao? Chó thì nó hay đi chui vào những cái chỗ gầm giường, gầm giếc cái thứ của chúng ta, hoặc là những cái hang cống mà chúng ta dẫn nó đi chơi, dắt chó đi dạo, đúng không? Thì khi mà chúng ta mang đi dạo như vậy thì chó nó hay dúi mõm nó vào, chân cẳng nó vào, thì về nó rất bẩn và chúng nó lại chạy luôn vào ổ. Nếu như mà cái chỗ ở của con chó của các chị mà các chị không vệ sinh thường xuyên, chúng ta không vệ sinh thường xuyên, nó sẽ xảy ra cái mùi hôi nó bám vào đấy, rất chỉ là hôi và khó chịu. Cái thứ hai nữa là các chị biết sao không? Chúng ta có ve gẻ các loại vi khuẩn cư trú ở đấy và gặp một cái điều kiện thuận lợi, ví dụ như là sức đề kháng của con chó các chị nó kém xuống chẳng hạn, hoặc là các chị vừa đi tiêm phòng cho chó về thì nó sẽ trỗi lên và nó gây bệnh cho chó của anh chị, ví dụ như là viêm phổi, tiêu chảy hoặc là gẻ. Một số bạn còn để cho cái tình trạng mà gẻ không phát hiện ra, thì khi mà nó gẻ máu, tức là gẻ lâu ngày, chúng ta mới biết. Như vậy rất chi là khó để chúng ta chữa. Chữa thì đương nhiên là nó được, nhưng mà nó tốn kém chúng ta về mặt tiền bạc và thời gian. Sợ nhất là tốn về thời gian. Chứ còn nó tiền thì đối với các anh chị, khi mà chúng ta đã nuôi những chú cún tuyệt vời rồi thì 200.000 với 1.000.000 thì chúng ta nuôi, chúng ta mua thuốc để điều trị thì không có gì là quá đáng cả. Nhưng mà cái thời gian của nó phải tầm 15-20 ngày chúng ta mới chữa được và mới khỏi hoàn toàn, nó trở lại cái bộ lông tuyệt vời. Ví dụ các anh chị mà nếu mà các anh chị không thường xuyên vệ sinh cái chỗ ở, chẳng may mà nó bị ve ghẻ bó chét nó làm ở đấy, đúng không ạ? Nếu mà vào tai đi, nó viêm tai giữa đi, thì như vậy các anh chị là phải mua thuốc nhỏ tai để các anh chị xử lý, đúng không? Thì nó cũng phải tầm khoảng 10 ngày sau nó mới hết. Mà khi mà nó đã bị viêm tai rồi thì nó xây ra cái hiện tượng, gây ra cái hiện tượng là cái sao, nên nó có cái mùi rất là khó chịu, thung thủng thối. Chính vì vậy mà cái đầu tiên để chúng ta có một cái chỗ con chó trong gia đình chúng ta luôn luôn sạch sẽ và thơm, thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cái chỗ ở của con chó, lây ở cái chú. Cái thứ hai, bí quyết thứ hai mà chúng ta muốn thành công được, muốn nuôi được những chú chó trong gia đình của chúng ta mà luôn luôn thơm tho và sạch sẽ, nhà cửa chúng ta luôn luôn sạch, thì chúng ta phải thường xuyên tắm cho chú chó thường xuyên. Thì chúng ta biết rồi đấy, cái bí quyết để tắm được một chú chó tuyệt vời là nó có 3 yếu tố. Một là các anh chị phải chọn thời gian các anh chị tắm, đúng không? Hai là sữa tắm, ba là cách tắm. Đấy, chúng ta chọn sai thời gian, tần suất, tức là cái số lần chúng ta tắm đi tắm lại mà không đúng, chó của anh chị nó cũng xảy ra bệnh, là cái thứ nhất. Sữa tắm mà các bạn chọn không đúng thì cũng xảy ra, ví dụ như sữa mà con chó lông trắng mà các bạn lại đi lấy sữa lông màu các bạn tắm, đúng không? Chó rất là chó đen mà lấy sữa trắng trong cho chó lông trắng để tắm, như vậy thì nó không hiệu quả. Một là nó không hiệu quả, hai là còn thậm chí nó gây ra những cái phản ứng kích thích trên da nữa, bởi vì người ta đã nghiên cứu ra mỗi một loại sữa tắm như vậy nó phù hợp với một loại sữa, một loại lông và con chó khác nhau. Lưu ý khi các anh chị tắm cho chó của mình. Thứ ba, những chó anh chị mà vừa mới đi nhuộm lông, nhuộm nước các thứ vào lông tai màu đỏ màu vàng, các chị về mà các chị tắm chó lông màu phát thì nó bay hết cái màu nhuộm đi, thì con chó của bạn đã thành màu nhôm rất xấu, đúng không? Đây là cái yếu tố thứ hai các anh chị phải làm, là thường xuyên tắm cho con chó. Thêm sao tắm chúng ta lại hạn chế được mấy thứ. Thứ nhất là nó làm cho chúng ta, chó chúng ta có mùi thơm, đúng không? Cái chị thấy tôi về nhà hôm nào mà tôi vừa mới tắm con chó xong, cái nó ngồi tự người mình thơm, ngồi cho cả mũi vào hít hà, bởi nó đâu có mùi thô gì đâu, ngoài cái mùi của cái sữa tắm là cực kỳ là thơm và dễ chịu. Đấy, nó thơm hơn mùi nước hoa, nói hơi sâu tí, đúng không? Thì đấy là cái mà các anh chị nên nhớ, tắm đảm bảo vệ sinh cho con chó, tránh được ve gẻ bọ chét. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, bí quyết thứ ba để cho cái ngôi nhà của bạn luôn luôn sạch sẽ mà khi chúng ta nuôi những chú cún, đó là gì? Các bạn phải luôn thường xuyên hút bụi thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, chuồng chú chỗ ở của chó này,
cột chó này, những cái hốc khác trong góc nhà của chúng ta, thì tốt nhất là các anh chị cứ khoảng 2 tuần chúng ta tổng vệ sinh một lần và phun sát trùng để đảm bảo cho những cái con vi khuẩn môi trường bên ngoài nó bị tiêu diệt. Nó vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe cho con chó, vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe cho gia đình bản thân của chúng ta nữa. Đây là một cái điều kiện tuyệt vời đối với các anh chị nếu mà các anh chị làm được. Còn không thì các anh chị chỉ cần là hút bụi thường xuyên những cái chỗ mà con chó nó ở hay chui vào để tạo cho cái môi trường của chúng ta nó sạch sẽ, để đảm bảo cái mùi hôi thì con chó nó cũng hết và nhà cửa của chúng ta cũng thơm lên. Hai nữa, vấn đề mà chúng ta khử mùi nhà cửa thì chúng ta bây giờ hiện tại khử mùi thì rất dễ trong cái tình trạng của dịch Covid này. Các anh chị có thể mua vimeodin để chúng ta phun sát khuẩn này đấy, về hoặc là vimefrondoc này các anh chị xịt vào những cái chỗ mà con chó nó ở và vừa trị về cái bọ chét, tránh lây lan sang con người của chúng ta và điều kiện của nó lại càng nó thơm ngon. Và đặc biệt một cái cuối cùng chia sẻ với chị là ví dụ trong 1 tuần 2 tuần gia đình của chúng ta 4-5 người tập hợp lại với nhau là một hôm tổng vệ sinh, nó vừa lại mang lại cái không khí vui tươi trong gia đình, vừa tạo ra cái tính đoàn kết. Ví dụ như nhà tôi thì khoảng 2 tuần 1 lần tôi bắt tất cả bọn trẻ con nhà tôi, 2 đứa lau nhà từ tầng 3 đến tầng 4, xong rồi tôi lau tầng 1 tầng 2, hoặc là hôm nào mà khỏe quá chúng nó khỏe nó hào hứng lên các con lau đất, bố ngồi cổ vũ và bố pha nước chè mời các con uống, hoặc là mua sinh tố về cho chúng nó, chúng nó thích lắm. Bởi vì sao? Bởi khi mà được làm vệ sinh nhà cửa như vậy thì nó sẽ tạo ra cái mối quan hệ giữa cha con gia đình nó gắn kít hơn. Hai nữa là nó lại biết là nó vệ sinh như vậy, tổng vệ sinh nhà cửa như vậy thì nó sẽ được chơi với chó thường xuyên hơn. Nó có rất nhiều những cái lợi ích. Cái lợi ích nữa là cho chó của chúng ta luôn luôn sạch sẽ thì nhà của chúng ta cũng luôn luôn thơm tho. Trên đây là 5 cái mẹo để giúp các anh chị khi mà chúng ta nuôi những chú cún ở trong nhà mà nhà của chúng ta luôn luôn thơm tho. Đầu tiên, thường xuyên dọn vệ sinh cho chú chó ở. 2. Tắm giặt cho chó thường xuyên. 3. Vệ sinh chuồng trại cho chó. 4. Tổng vệ sinh nhà cửa, khử mùi. Trên đây là tất cả những cái bước mà tôi đề ra. Hy vọng là các anh chị sẽ áp dụng nó và chúng ta sẽ có được một ngôi nhà luôn luôn thơm tho khi mà chúng ta nuôi những chú cún trong gia đình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Nếu mà bạn có thắc mắc thì có thể comment ở kênh, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Hoặc các bạn có muốn lấy cái quyển sách phối hợp những khẩu phần ăn, công thức cho chó ăn hay là 1, 2 sổ tay chăn nuôi chăm sóc chó đều có trong cái phần link mô tả video này. Cái sổ tay thì sẽ giúp cho các anh chị cái gì, giúp các anh chị nhận biết được một số cái bệnh cơ bản trên con chó, ví dụ như ghẻ này, tụ huyết trùng, tiêu chảy, hội chứng tiêu chảy ở chó, hội chứng viêm phổi ở chó, để các anh chị có thể lựa chọn các loại thuốc kháng sinh phù hợp với khu mình ở để chúng ta tiêm một cách hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.